bổ sau những ngày bận rộn. Xin chào mọi người. Thì mấy ngày hôm nay á, nhà mình rất là bận rộn và tất bật luôn. Cảm ơn những lời khen có cánh từ chị Hà Linh. Mà giờ đây bà con Cà Mau lại càng có nhiều công việc hơn nữa. Bởi vì á, mọi người ủng hộ bánh của mình rất là nhiều luôn. Mọi người biết không, bà con ở trong xưởng á, tất bật làm việc, tráng bánh nè, phơi bánh nè, rồi đóng gói sáng tới đêm để có thể gửi lên những cái bánh cho mọi người ăn nhanh nhất có thể. Bởi vì á, bánh của bên nhà bằng á, là làm bằng thủ công á mọi người, nên là cái lượng bánh sản xuất ra không đủ và không kịp cho mọi người. Nhưng với sự nỗ lực, sự cố gắng cần cù siêng năng như thế này thì mình mong rằng trong tương lai bánh sẽ được sản xuất nhiều hơn và mọi người sẽ được thưởng thức bánh Cà Mau của quê mình nhiều hơn nữa. Và vì lượng tin nhắn quá tải nên nhân viên của mình chốt đơn hơi chậm, mọi người thông cảm với nhân viên của mình nghe. Mấy hôm nay lu bu quá trời luôn, không có nấu đồ ăn ngon cho bà nội ăn được, nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái món yêu thích của bà nội nấu cho bà nội ăn. Ghé vô chợ mua con cá lóc thiệt là ngon, xong rồi mua nấm, mua rau nè. Mọi người biết cái này là gì không? Rau đắng đắt nha. Rau đắng đắt ăn với cháo cá lóc, nấu nước cốt dừa rất là ngon luôn. Hồi nãy mình đi chợ mình quên mua trái chanh về để chà con cá rồi mọi người ơi. Bây giờ nó nhớt dữ lắm, nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người biết quyết này nữa nha. Mình sẽ dùng gừng nè mọi người ơi, đâm nát gừng ra, xong bắt đầu mình sẽ trộn muối vô nha. Mình lấy cái hai cái hỗn hợp đó, mình chà lên con cá khoảng tầm 2 phút là con cá sẽ không còn nhớt luôn á nghe. Ngoài chanh, ngoài gừng ra thì còn cách nào làm hết nhớt cá lóc không? Mọi người có thì mọi người chỉ cho em với nha. Để vài bữa em làm thử coi làm sao. Em ham học hỏi dữ lắm á. Ai chỉ cái gì là em làm liền cái đó à. Em làm thử coi nó giống y hệt vậy không? Mà ai ngờ mọi người ơi, em học cái gì, làm cái gì cũng giống y chang vậy trơn á, quá đã. Sau khi mà chà đều con cá cho con cá nó hết nhớt nè mọi người, thì bắt đầu mọi người phải rửa sạch bằng nước nha, để cho con cá mình á không còn dính muối, để ngồi nó mặn lội lên. Sau khi rửa cá xong rồi thì bắt đầu mọi người chuẩn bị nè ha, rửa nấm nè. Nấm nè mọi người phải gọt bỏ cái cọng rơm đi, xong rồi mình á sẽ rửa với muối. Còn rau đắng đắt á thì mọi người rửa sơ sơ là ok la rồi. Ta-da! Đây là nguyên liệu chính ngày hôm nay để mình nấu món cháo cá lóc nước cốt dừa nha mọi người. Tại vì á, cháo cá lóc bình thường lắm, bà nội mình thích bỏ nước cốt dừa vô, nó rất là ngon luôn nghe. Khúc này là tự hành hạ bản thân nè, dắt nước cốt dừa ơi là trời. Xém quên nữa mọi người ơi. Để con cá lóc mình nó mau chín hơn thì mọi người nên khứa nó vậy nha. Trời ơi, nãy giờ quên khứa, bây giờ phải đem vô khứa lại nè. Đó, mình á thì thích ăn cháo gạo gan, còn bà nội thì không thích, nên là mình nấu bằng cơm luôn nha mọi người. Cho cơm nguội vô cái nồi nè, xong mình sẽ đổ nước vô. Cuối cùng á là mình sẽ cho thêm một ít gừng vô nữa nè, rồi thả con cá lóc vô cho đừng có bị tan nghe. Rồi mình sẽ luộc lấy chung với nước con cá lóc nè, nó mới ngọt được nồi cháo, thơm phức luôn nghe. Khoảng tầm một tí xíu thì cá mình chín rồi, sẽ vớt cá ra mình nêm lại nè ha. Rồi bây giờ mọi người mới bắt đầu cho nấm rơm vô nè mọi người ơi. Trời đất ơi, mọi người biết giờ em thích ăn cái nấm rơm này dữ lắm nè mọi người, mà ăn nó dễ nhất mình lắm nha. Và bước cuối cùng là mọi người cho nước cốt dừa vô luôn nghe, rồi mình khuấy đều nè, sơ qua sơ lại. Ủa cái này mới cuối cùng nè, bỏ hành lá vô nữa nghe, mới cuối cùng nha. Trời đất ơi, cái gì mà giết rồi, cái đầu tôi nó không có suy nghĩ được cái gì hết trơn á. Cái khúc này mà ai không thích ăn hành lá chắc đăng xuất khỏi trái đất quá. Xin cô bán rau có một tép hành nè, bà cho một tép quá bự đi mọi người ơi. Rồi thấy vị này uổng quá, cắt hết. Rồi, mời mọi người thưởng thức hương vị miền Tây, món cháo cá lóc nấu với nước cốt dừa, cực kỳ miền Tây và rất là ngon luôn nha. Mời mọi người ăn cùng hai bà cháu em nè. Trời ơi mọi người ơi, một chén cháo cho một ít giá vô nè, một ít gà đắng đắt nè ha. Rồi bỏ cái nước cháo vô nè mọi người. Trời đất ơi, ta nói nghe nó thơm lừng mùi nước cốt dừa nè. Mùi cá thì trời ơi tươi xanh ngơm ngớt. Nói nha, khúc này mà trời mưa lạnh nha, ăn một cái trời ơi là trời dỗ cái bắp dế một cái, trời ơi đã, ơi là trời có ngon quá không vậy. Ê nhưng mà bậy nha, trời mưa sao làm bánh phồng được ba. Nhưng mà nói gì nói, bao giờ mọi người có dịp về miền Tây sông nước, mọi người nhớ thưởng thức cái món này nha. Bằng bảo đảm với mọi người là mọi người sẽ sao xuyến lòng người. Trời đất ơi, nhớ Cà Mau mãi không thôi. Còn ví dụ mà về Cà Mau hay về miền Tây mà chưa có ai nấu cái món này cho mọi người ăn thì mọi người cứ liên hệ cho em nha, em sẽ nấu cho mọi người ăn, được không giờ?